là một ngôi trường nằm ở vùng ven thành phố Vĩnh Long với khoảng 70% là học sinh nông thôn. Đội ngũ giáo viên phần lớn là trẻ tuổi đời, ít tuổi nghề, cơ sở vật chất thiếu thốn ngay từ những ngày đầu thành lập. Thế nhưng, với tinh thần của một ngôi trường dạt dào sức trẻ, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thông đã cùng nhau khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục. Đến nay, có thể nói, trường Nguyễn Thông là một trong những trường trung học phổ thông trọng điểm của tỉnh, với nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp phát triển giáo dục tỉnh nhà. Nhìn ngôi trường khang trang như ngày nay, ít ai nghĩ rằng 30 năm trước, nơi đây lại là một thửa ruộng gò cằn cỗi của tập đoàn sản xuất nông nghiệp phường 8 thị xã Vĩnh Long. Được thành lập vào năm 1984, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thông đã gặp không ít khó khăn. Từ việc cải tạo địa hình, hoàn thiện cơ ngơi đến việc đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục. Bằng sự quyết tâm và tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, chỉ sau một thời gian ngắn, trường đã sớm khẳng định vị thế, uy tín của mình, xứng đáng là đơn vị trọng điểm của ngành giáo dục tỉnh nhà. Ngoài sự tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, hầu hết đội ngũ giáo viên của trường còn đạt trình độ chuẩn đào tạo. Trong đó có 16 giáo viên có trình độ thạc sĩ, nhiều giáo viên được tặng danh hiệu viên phấn vàng. Hàng năm, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp và đậu vào các trường đại học cao đẳng ở mức cao. Đặc biệt, giai đoạn năm 1990-2000, trường được bầu chọn là đơn vị dẫn đầu của ngành giáo dục tỉnh và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3 năm 2001. Trong 30 năm đó, trường đã phát triển và trưởng thành, lớn lên và đã có những cái tiến bộ phải nói là đáng tự hào trong cái thời gian vừa qua. Thực ra cái trường này đó là từ cái trường Lưu Văn Liệt nó tách ra thì ở mức độ là độ trung bình trong các trường của tỉnh chứ không phải là cao lắm. Từ mức trung bình như thế mà có những lúc đỉnh cao đó là được là hạng nhất của tỉnh Cửu Long. Trường Nguyễn Thông tuy là sanh sao đẻ muộn như thế nhưng mà đã quá trình đó cũng đã cố gắng là vượt qua cái thứ hạng, phải nói là đã khẳng định cái thương hiệu của mình. Có được như vậy đó, thì phải nói rằng do cái đội ngũ của thầy cô giáo, nhà trường cùng các em học sinh là cố gắng rất nhiều. Nhìn lại 30 năm trưởng thành của nhà trường thì mình cũng thấy tự hào điều nào đó. Nhà trường cũng đã không có phụ lòng của là nhân dân, của là chính quyền, của đảng đã kỳ vọng vào cái trường để mà đào tạo cái nơi là đưa ra cho nhiều, cho xã hội nhiều người đóng góp. Năm học 2005-2006, trường bắt đầu lộ trình xây dựng đơn vị đạt chuẩn quốc gia. Hướng tới mục tiêu quan trọng này, Ban giám hiệu nhà trường đã lập các kế hoạch chỉ đạo đến giáo viên, học sinh và tuyên truyền cho phụ huynh nhằm chung tay góp sức thực hiện để không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn thể hiện sự phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong nhà trường. Để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thì nhà trường đã lập kế hoạch từ nhiều năm, thì bắt đầu từ năm rồi đó. Thì nhà trường đã tập trung vào các vấn đề mà trường còn tồn tại, nhất là về vệ sinh môi trường, về chất lượng giáo dục, hai mặt giáo dục. Thì cái chất lượng hai mặt giáo dục đó thì nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát lại, nhất là cái tập trung nâng kém học sinh để mà mình nâng cái chất lượng lên, cũng như là cái kế hoạch để mà bồi dưỡng đào tạo mũi nhọn của nhà trường thực hiện. Và quá trình thực hiện thì nhà trường cũng phân công phó hiệu trưởng, kể cả hiệu trưởng thì cũng thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở cái vấn đề nâng kém, vấn đề bồi dưỡng. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng thực hiện tốt các cái công tác tuyên truyền trong cái cán bộ giáo viên như bên nhà trường, rồi tuyên truyền trong phụ huynh học sinh, cả các học sinh để mà đáp ứng được cái tiêu chí chuẩn quốc gia. Thì cái quan trọng nhất là ý thức của học sinh, rồi cái sự đồng lòng của tập thể sư phạm nhà trường, coi như tất cả là vì cái mục tiêu là phải cho nó đạt cái chuẩn quốc gia. Nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và thực nghiệm, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thông đã trang bị cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Trường có đầy đủ các phòng chức năng, thiết bị dạy học hiện đại, sân chơi bãi tập rộng rãi, thoáng mát. Đặc biệt, thư viện với hơn 7.000 đầu sách các loại đáp ứng được nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Hàng năm, nhà trường còn bổ sung nhiều nguồn sách mới, đầu tư thêm nhiều trang thiết bị tiên tiến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy.
Tính từ điểm này thì tất cả trang thiết bị nhà trường là tương đối đầy đủ, và hàng năm số trang thiết bị đều có thể được kiểm tra và chỉnh sửa, cũng có thể là bổ sung và nâng cấp cho mới hơn để đáp ứng nhu cầu dạy học của nhà trường. Và nói về phòng chức năng thì tất cả đều có đầy đủ phòng chức năng là toán, lý hóa sinh và phòng thực hành tin học cũng như phòng thực hành ngoại ngữ. Chính vì những lý do trên thì tất cả đầy đủ trang thiết bị thì có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy học và có thể là cho phục vụ quá trình dạy học tốt hơn. Ngoài giảng dạy lý thuyết trên lớp, nhà trường còn quan tâm nhắc nhở học sinh ghi nhớ truyền thống uống nước nhớ nguồn. Phòng truyền thống của trường vừa là nơi tìm hiểu về tiểu sử cụ Nguyễn Thông, vừa là nơi lưu giữ nhiều hình ảnh về những ngày đầu trường mới được thành lập, các thành tích mà tập thể nhà trường đã phấn đấu đạt được. Đến với phòng truyền thống, học sinh chẳng những có thể hiểu hơn về lịch sử hoạt động của trường, mà các em còn cảm thấy tự hào khi được học tập trong một ngôi trường với bề dày thành tích. Lần đầu tiên bước vào phòng truyền thống, em cảm thấy được khung cảnh ở đây rất trang trọng và em rất đỗi tự hào về những thành tích mà nhà trường đã đạt được. Em ấn tượng nhất là huân chương lao động hạng 3 mà nhà trường đạt được năm 2001 và các thành tích các thế hệ anh chị đi trước đạt được như học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi cấp quốc gia. Bản thân em và các bạn sẽ cố gắng ra sức học tập và rèn luyện đạo đức để tiếp nối những truyền thống quý báu của nhà trường. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu trường trong việc quản lý và giáo dục học sinh, Ban chấp hành đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa cho học sinh tham gia. Điển hình như các phong trào Chủ nhật xanh với mục đích chính là chăm sóc khuôn viên nhà trường, làm vệ sinh, trồng hoa hay chương trình phân loại rác được tổ chức sau mỗi giờ học nhằm rèn cho học sinh tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ, hướng tới một môi trường học tập xanh, sạch, đẹp. Năm học 2014-2015, Ban chấp hành đoàn trường đã tổ chức cho học sinh rất là nhiều cái hoạt động, như là đã tổ chức hội thi hát quốc ca đoàn ca năm học 2014-2015, hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì còn tổ chức cho các em thi vẽ tranh, biếm họa về chủ đề rác trong trường học. Và một trong những cái hoạt động mà đoàn trường tổ chức hàng tháng đó là ngày Chủ nhật xanh để cho các em dọn dẹp vệ sinh ở trong trường. Và mỗi buổi học thì có cái phong trào phân loại rác của các em học sinh khối 10 và khối 11. Thì thông qua những cái hoạt động này thì thứ nhất là đoàn trường muốn giáo dục về tư tưởng đạo đức cho các em học sinh, giáo dục cho các em cái tinh thần mà yêu lao động và bảo vệ môi trường. Cái thứ hai đó là cái tinh thần mà muốn tìm hiểu về lịch sử địa phương và cái tinh thần uống nước nhớ nguồn. Và bên cạnh đó thì những cái hoạt động đó cũng nhằm là rèn luyện cái kỹ năng sống cho các em học sinh. Với phương châm xây dựng một môi trường học tập an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh rèn đức, luyện tài, trở thành những công dân có ích cho đất nước, tập thể giáo viên nhà trường đã luôn quan tâm dạy bảo, truyền thụ kiến thức cho các em. Một mặt, giúp học sinh tiếp thu được nhiều tri thức, kỹ năng bổ ích trong suốt quá trình học. Mặt khác, các em sẽ cảm thấy được học tập trong một môi trường giáo dục thân thiện, thoải mái. Sau 3 năm gắn bó với trường thì em có để lại cho em rất nhiều kỷ niệm đối với trường. Từ đầu thì em đã là một học sinh của vùng xa ở ngoài Cù Lao, cho nên khi vào trường em có cảm giác giống như rất là xa lạ, nhưng với sự tận tình của thầy cô và các bạn bè, em dần dần đã quen và biết được những kỹ năng mà thầy cô đã dạy cho em. Sau những năm học tại trường đã để lại cho em rất là nhiều những kỷ niệm khó quên, những kiến thức và những kỹ năng mà thầy cô đã dạy cho em xem là hành trang để em bước vào đời. Đến giờ thì em vẫn nhớ mãi những ngày đầu đặt chân vào trường. Lúc đó thì với trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, thì lúc đó em rất là ngỡ ngàng. Tuy nhiên với sự hướng dẫn và quan tâm chăm sóc tận tình của quý thầy cô, thì em đã nhanh chóng hòa nhập với đại gia đình Nguyễn Thông. Trong 3 năm học thì em cực kỳ ấn tượng với phong cách và phương châm giảng dạy của quý thầy cô. Đối với các thầy cô thì không xem trọng những lý thuyết khô khan, mà quý thầy cô xem trọng đó là những gì truyền đạt cho chúng em, những kỹ năng để có thể sau này ra ngoài đời có thể thực hành vào cuộc sống. Và với phương châm đó thì em đã vận dụng được rất tốt trong cuộc sống hiện nay cũng như là trong quá trình học tập. Đó là những gì mà em mãi ghi nhớ về trường Nguyễn Thông. Tuy rằng bây giờ chỉ còn vài tháng nữa thì em sẽ rời xa ngôi trường này, tuy nhiên với em, những gì mà quý thầy cô trường Nguyễn Thông đã để lại cho em vẫn mãi mãi là những ấn tượng sâu sắc nhất. Không chỉ quan tâm đến công tác giảng dạy, nhà trường còn luôn chú trọng phối hợp với các bậc phụ huynh để quản lý và giáo dục học sinh. Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình luôn được duy trì thường xuyên và có hiệu quả.
Sự tham gia của gia đình học sinh và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục đã góp phần quan trọng vào việc tạo dựng một môi trường giáo dục lành mạnh. Qua thời gian mà theo dõi cái quá trình mà phát triển của trường á, thì tôi thấy trường Trung học phổ thông Nguyễn Thông càng về sau này có mức độ phát triển càng tốt, cơ sở vật chất, xây dựng cơ sở vật chất của trường thì khang trang sạch đẹp, đội ngũ giáo viên thì có cái trình độ cao và truyền đạt cho học sinh, truyền đạt cái kiến thức cho học sinh thì có cái chuyển biến tốt hơn những năm cũ. Những học sinh của trường sau này thì đã thành đạt rất nhiều trong cuộc sống, và có những em thì đã ra trường mà làm những cương vị mà tốt cho xã hội. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Thông là một trong những lá cờ đầu về chất lượng giáo dục của ngành học phổ thông toàn tỉnh. 30 năm qua đã có nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ ngôi trường này và hiện đang thành đạt ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội. Tuy mỗi người đều có công việc riêng, nhưng tụ trung lại ở họ đều có lòng kính thầy yêu bạn, niềm tự hào mỗi khi được về thăm ngôi trường xưa, ngôi trường với bao kỷ niệm thời học sinh. Mình rất mừng là ngôi trường ngày hôm nay có nhiều cái thay đổi mới, khang trang hơn và cơ sở vật chất cũng tốt hơn. À, mình hy vọng là ngày trường của mình sẽ ngày càng phát triển tốt hơn nhiều. Nghe tin là trường sắp kỷ niệm 30 năm thành lập trường và cũng như trường sắp được công nhận là đạt chuẩn quốc gia, là một cụ học sinh của trường thì tôi rất là vui và phấn khởi. Đặc biệt khi về mấy trường xưa được gặp lại các thầy cô, tôi rất là vinh dự và tôi rất là tự hào về điều này. Hiện nay thì nhìn cái cơ sở vật chất thì tôi thấy rất là tốt, và tôi hy vọng rằng là các học sinh của trường Nguyễn Thông sẽ có một cái môi trường học tập tốt hơn và các em sẽ thành công hơn các thế hệ trước đây. Thầy Phạm Văn Quân là một cựu học sinh xuất thân từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Thông. Sau khi tốt nghiệp đại học, thầy may mắn được phân công công tác về đúng ngôi trường cấp 3 mà mình đã từng học. Dù là một học sinh được đào tạo từ trường, nhưng nay lại là một giáo viên trong đại gia đình Nguyễn Thông. Tất nhiên, thầy Quân không tránh khỏi cảm xúc lo âu từ những ngày đầu về nhận công tác. Nhưng ẩn sau đó vẫn là niềm phấn khởi khi thầy được cống hiến sức lực của mình vào sự nghiệp phát triển giáo dục của mái trường xưa. Thì thấm thoát đã 30 năm, thì ngôi trường đã hình thành và phát triển. Thì tôi cũng là những thế hệ học sinh được đào tạo từ ngôi trường này và sau đó về là công tác, và cũng là đồng nghiệp quý thầy cô đã dìu dắt mình trong những năm tháng là học sinh. Thì những ngày đầu khi về công tác ở trường thì cũng bỡ ngỡ, nhưng được sự giúp đỡ của thầy cô của mình, những người đã giúp đỡ mình trong cái quá trình về học tập, và tôi cũng đã học tập từ thầy cô mình cái phương pháp và cách để giáo dục học sinh mình để đạt cái hiệu quả tốt, và cũng không quên là giáo dục của em về cái truyền thống của nhà trường đã hình thành trong qua 30 năm qua, về những cái giá trị mà không thể nào thay thế được. Năm học 2014-2015 là năm tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện nhiệm vụ này, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Thông đã không ngừng thay đổi phương pháp dạy và học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác soạn giảng, thực hành và quản lý. Về tập thể giáo viên của nhà trường thì luôn tâm huyết với nghề, luôn luôn đầu tư cho việc nâng cao chất lượng của nhà trường. Ngay từ đầu tôi đã chủ động và đổi mới ở trong cái việc giảng dạy, tức là trong cái các cái nội dung dạy học phải thể hiện rõ ở 4 cái cấp độ, như là nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp, vận dụng cao, rồi kết hợp với công nghệ thông tin và cái dụng cụ dạy học để giúp cho học sinh tiếp thu bài tốt hơn. Qua đó chúng tôi cũng đổi mới kiểm tra đánh giá là đánh giá thường xuyên học sinh và ở 4 cấp độ, làm sao để phân luồng được cấp độ từng học sinh. Sự hình thành và phát triển để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay là kết quả của một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của thầy và trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Thông. Ngày 15 tháng 1 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chính thức ký quyết định số 76 công nhận trường Trung học phổ thông Nguyễn Thông đạt trường chuẩn quốc gia.
Qua vào niềm vui này, ngày 31 tháng 1 sắp tới sẽ là ngày trường chính thức đón nhận danh hiệu này, đồng thời cũng là ngày kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường, đánh dấu một chặng đường hình thành và phát triển vượt bậc.